Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của thầy lớp Math, kênh về tình yêu toán học. Hôm nay là với một cái chương trình là học toán 3 phút mỗi ngày. Thế thì thầy sẽ trong cái 3 phút đó thầy có thể trình bày một vấn đề toán học hoặc là một bài toán. Thì cứ một ngày là có một bài toán như vậy thì giúp các em sẽ học toán 3 phút mỗi ngày và trên cơ sở đó các bạn sẽ học giỏi toán. Bây giờ bài toán đầu tiên đó là slow inertia. Sit giải phương trình nghiệm nguyên phân nguyên của x cộng phân nguyên của x trừ 1 bằng 10. Thì ở đây các bạn chú ý này, với n là số nguyên và với x là số thực, thì các bạn sẽ có phân nguyên của x cộng với n thì sẽ bằng phân nguyên của x cộng với n. Đây, các bạn cần nhớ như vậy. Vậy thì cái phương trình này ta có phân nguyên của x trừ 1, thì theo đây ta sẽ có điều gì? Đó chính là bằng phân nguyên của x, đây là cộng với trừ 1, tức là trừ 1. Đấy, ở đây là đấy là ở đây thầy cho là 101 các bạn nhé, 101. Đấy, thì lúc này ta sẽ có, thay vào đây ta sẽ có, thay vào phương trình, thay vào, thay cái phân nguyên x trừ 1, bởi phân nguyên x trừ 1 thì ta sẽ có phân nguyên của x cộng với phân nguyên của x trừ 1 bằng 101. Đấy, phần nguyên của x cộng phần nguyên x là 2 phần nguyên của x. Đấy, 1 chuyển sang bên này là bằng 1 cộng với 101, thì đây sẽ là bằng 102. Đấy, vậy từ đây sẽ ra phần nguyên của x sẽ bằng 102 chia 2 bằng 10 chia 2 được 5, 51. Đấy, phần nguyên của x bằng 51. Thì x, các bạn nhớ tính chất phần nguyên của x bằng n khi và chỉ khi là x sẽ lớn bằng n và nhỏ hơn n cộng 1. Đấy, các bạn nhớ tính chất đó. Đấy, vậy cái này thì cho ta cái sẽ tương đương với là x sẽ lớn bằng 51 và nhỏ hơn 52 các bạn nhé. Đấy, bài toán kết thúc. Một vòng chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong dịp gần nhất.